Việc sử dụng máy bay không người lái trong cuộc xung đột Ukraine đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về công nghệ và vũ khí chiến đấu. Khái niệm sương mù chiến tranh đã biến mất và nhiều ý tưởng được coi là hiện đại cách đây 5 năm đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, sự bình thường mới này sẽ kéo dài trong bao lâu? Liệu rằng UAV có thống trị được chiến trường mãi hay không, dù nó đã mang đến những sự trải nghiệm đầy bất ngờ? Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Dấu hiệu đầu tiên để có thể đánh giá tư duy kỹ thuật vũ khí chiến tranh đang phát triển theo hướng nào chính là sự phổ biến của máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở giai đoạn đầu, chúng được ca ngợi là vũ khí thần kỳ có khả năng đánh bại Nga hơn cả tên lửa Javelin và HIMARS. Thực tế, điều kỳ vọng về loại máy bay không người lái này đã không xảy ra. Hiệu quả chiến đấu của nó giảm dần sau một vài tháng. Bayraktar hóa ra hoàn toàn bất lực trước phòng không của Nga. Đến mùa xuân năm 2023, truyền thông phương Tây đưa tin rằng Ukraine đã gần như mất toàn bộ máy bay không người lái loại này. Tuy nhiên, sự kết thúc của Bayraktar lại là một sự khởi đầu mới cho những công nghệ vũ khí khác. Bayraktar đã cho thấy rằng các máy bay không người lái cỡ lớn, đắt tiền, cả trinh sát và tấn công là con mồi dễ dàng cho lực lượng phòng không cấp cao do đặc tính nhiệt và radar của chúng. Và chi phí cao của chúng không cho phép sử dụng hàng loạt hay theo kiểu bầy đàn để khiến lưới phòng thủ quá tải. Đây chính là lúc những loại máy bay không người lái có chi phí rẻ hơn xuất hiện. Điều đáng nói, những chiếc UAV này có hệ thống định vị mới, thiết bị quang học được kết hợp với trí tuệ nhân tạo đã tạo nên những hiệu quả đáng kinh ngạc. Không chỉ vậy, máy bay không người lái thông thường đã đưa công việc trinh sát trên không lên một tầm cao hoàn toàn khác. Các sĩ quan có cơ hội quan sát trực tuyến những gì đang diễn ra trên chiến trường và các hoạt động di chuyển trong các khu vực trước đây được coi là nằm sâu trong hậu phương, giờ đây được thực hiện ngay trước mắt kẻ thù theo đúng nghĩa đen. Hơn nữa, trong tương lai, điều này đặt ra thách thức đối với việc trinh sát vệ tinh, ít nhất là ở các khu vực tiền tuyến. Không phải quốc gia nào cũng có khả năng phóng máy bay trinh sát lên quỹ đạo. Có, và điều này chỉ hữu ích khi thời tiết có nhiều thuận lợi. Nhưng việc mua một loạt máy bay 4 cánh là một nhiệm vụ khả thi không chỉ đối với toàn đất nước mà còn đối với các nhóm bán quân sự nhỏ. Thiết bị không người lái FPV đã trở thành xu hướng. Điều khiển ở góc nhìn thứ nhất cho phép bạn đánh xe tăng ở những phần bọc thép yếu của thân tàu, phía sau, nóc tháp pháo hoặc khoang cơ động. Điều này đặt dấu chấm hết cho các kết nối di động và nhìn chung là các ý tưởng truyền thống về chiến tranh cơ động. Hơn nữa, bản thân người điều hành phải chịu rủi ro tối thiểu. Nhu cầu phòng thủ trước những con chim sắt như vậy đã nảy sinh ra một hướng đi khác trong kỹ thuật quân sự. Mạng xã hội tràn ngập nhiều video về các bữa tiệc nướng xe tăng của binh lính Nga. Những chiếc xe tăng được hàn lưới bên trên, nơi hứng chịu hậu quả nặng nề từ sự tấn công của một thiết bị không người lái. Xét về tỷ lệ hiệu quả về giá, FPV, UAV vượt trội hơn đáng kể so với các loại vũ khí khác. Và máy bay không người lái gần như là thứ duy nhất mà lực lượng vũ trang Ukraine, theo các chuyên gia, ít nhất không bị tụt hậu so với quân đội Nga. Tháng 12 năm 2023, Ukraine lên kế hoạch xuất xưởng 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất mang thuốc nổ, cùng hơn 11.000 UAV tự sát tầm trung và xa trong năm 2024. Hai tháng sau, một liên minh máy bay không người lái bắt đầu hoạt động, bao gồm khoảng 20 quốc gia tài trợ cho Ukraine. Trong số đó, Anh, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, các nước vùng Baltic. Ngoài ra, tại Ukraine, họ quyết định thành lập một quân chủng mới cho quân đội, lực lượng hệ thống không người lái, chỉ dành riêng cho chiến tranh máy bay không người lái. Đồng thời, Ukraine cũng lên kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay không người lái có thể phá hủy mục tiêu cách xa tới 1.000 km. Vũ khí có thể gây ra thách thức cho hàng phòng thủ của Nga. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedoro cho biết số lượng UAV trong nước của Ukraine đã tăng lên 300.000 chiếc
và con số này không bao gồm số UAV do phương Tây viện trợ. Mục tiêu năm 2024 của Ukraine là sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái, với ít nhất một nửa linh kiện được sản xuất trong nước nhằm bù đắp nguồn viện trợ đang bị trì hoãn từ phía Mỹ. Mỹ ngay lập tức phản ứng với điều này. Vào tháng 5 năm 2024, một dự luật đã được đưa ra Quốc hội Mỹ nhằm thành lập quân đoàn hàng không không người lái trong lực lượng vũ trang Mỹ. Chúng ta đang nói về những chiếc UAV nặng tới 300 kg. Những chiếc lớn hơn sẽ được trao cho không quân. Trong một bài báo cho Breaking Defense, Trung tá Robert Solano đã chia sẻ, do tính chất thay đổi nhanh chóng của chiến tranh, việc thử nghiệm cho các lực lượng đặc nhiệm nhỏ và các đơn vị riêng lẻ không còn đủ nữa, quân đội cần một quân đoàn máy bay không người lái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có đối thủ của nó. Đặc biệt, Phó Tư lệnh Lục quân Mỹ Gab Camarillo cho rằng việc tách UAV thành một lực lượng riêng của quân đội là quá vội vàng. Ông Camarillo giải thích, tất cả các lực lượng của quân đội nên có máy bay không người lái và phương tiện chiến đấu ở các cấp độ khác nhau, bắt đầu từ một đội quân, không cần phải hình thành một cấu trúc riêng biệt. Hãy kết hợp các đội hình để hiểu cách thức hoạt động của nó. Theo ông Camarillo, cách hiệu quả nhất khi xung đột xảy ra yếu tố con người và cách binh lính sử dụng vũ khí. Chính quyền Tổng thống Biden đã đồng ý với việc thành lập lực lượng riêng biệt về máy bay không người lái. Cổng thông tin Defense Corps chỉ ra rằng thân máy bay không người lái sẽ có tính chuyên môn hóa cao, do vậy không đủ linh hoạt. Nói cách khác, các nhà chức trách đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ sẽ có thể phân tích tập trung kinh nghiệm hiện có, cũng như giảm bớt gánh nặng quan liêu. Mặt khác, người điều khiển UAV sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thích ứng với nhiệm vụ của các bộ phận khác. Và không phải ai ở phương Tây cũng có chung sự nhiệt tình với cuộc cách mạng vũ khí trên chiến trường. Tham mưu trưởng lực lượng mặt đất Pháp Pierre Sillet cho rằng sự thống trị của các máy bay không người lái nhỏ, thô sơ mà chúng ta thấy hiện nay chỉ là một giai đoạn ngắn hạn. Ngày nay, máy bay không người lái mạnh hơn lá chắn phòng không và tác chiến điện tử. Tuy nhiên, những lá chắn phòng không này sẽ sớm được cải thiện công nghệ mới. Đồng thời, theo dữ liệu của tham mưu trưởng lực lượng mặt đất Pháp, FPV hiện chiếm khoảng 80% số mục tiêu bị tấn công trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, 2 năm trước, con số này là 0. Tuy nhiên, sớm hay muộn, tình hình sẽ thay đổi, nên sự lựa chọn của Pháp thiên về quân đội cơ động với xe bọc thép hạng trung vẫn có giá trị. Và theo tham mưu trưởng Chile, FPV không thể so sánh với đạn, có thể sớm trở nên lỗi thời cực kỳ nhanh chóng. Công nghệ và tần số hoạt động được cập nhật vài tháng một lần và vỏ được lưu trữ trong nhiều thập kỷ. Bất chấp những hiệu quả đáng kinh ngạc do UAV mang lại, theo truyền thông phương Tây thì những hình ảnh nổi bật và đáng chú ý vẫn là những người lính lê lết qua bùn lầy và các thành phố bị pháo binh biến thành đống đổ nát. Hệ thống hạ tầng quan trọng của quốc gia như lưới điện, hệ thống giao thông bị phá hủy, thông tin liên lạc tê liệt. Và câu hỏi được đặt ra là, tại sao với tất cả máy bay không người lái được sản xuất hàng loạt này sắp rời khỏi dây chuyền lắp ráp, phương Tây vẫn đang đua nhau cung cấp cho Ukraine những quả đạn pháo, trong khi các ngành công nghiệp của Nga đang trong tình trạng chiến tranh với năng lực sản xuất chưa từng thấy kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Theo giới bình luận chiến trường, ở đó chỉ có một lời giải thích là mọi vũ khí mới đều sẽ sớm tìm ra liệu trình khống chế. Truyền thông nước ngoài cho biết Ukraine mất tới 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng do việc gây nhiễu điện tử của Nga. Người Nga thường xuyên đổi tần số, xác định mục tiêu được dẫn đường bằng GPS. Thiết bị gây nhiễu cầm tay giờ đây có thể khiến một số máy bay không người lái trở nên vô dụng hoặc phản tác dụng khi bị chiếm quyền điều khiển. Trong khi xe tăng chiến đấu chủ lực kết hợp với hỏa lực mạnh, tính cơ động và khả năng bảo vệ tổ lái theo cách mà không loại vũ khí nào khác có thể làm được. Kết quả là xe tăng, pháo binh vẫn là một vũ khí mạnh bất chấp tất cả những máy bay không người lái mới này. Do vậy, cả Nga và Ukraine đều đã không từ bỏ những loại vũ khí này. Thay vào đó,
cả hai đang chạy đua để sản xuất và có được các loại xe tăng thế hệ mới. Mặt khác, theo thống kê, pháo binh gây ra nhiều thương vong hơn so với bất kỳ loại vũ khí nào khác trong mọi cuộc chiến trong hơn một thế kỷ qua. Và cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine cũng không có gì khác. Theo hầu hết các ước tính, có tới 80-90% thương vong của Ukraine là do hỏa lực của pháo binh. Và vì Ukraine bắn tổng cộng khoảng 1,65 triệu đạn pháo chỉ trong năm đầu tiên của cuộc chiến, nên có lý khi tin rằng chính loại vũ khí này đã gây ra phần lớn thương vong cho binh lính Nga. Nói tóm lại, máy bay không người lái không thay thế được xe tăng, pháo binh, mà chúng chỉ là vũ khí bổ sung cho các mục đích bổ sung, giới bình luận quân sự nhận định. Dù sao đi nữa, máy bay không người lái đã thay đổi hoàn toàn ý tưởng về chiến tranh hiện đại, mà ở đó, cái cũ, cái truyền thống vẫn được duy trì song hành cùng cái mới, cái hiện đại. Sự lầm tưởng về vai trò của vũ khí mới có thể định đoạt số phận của chiến trường, có thể khiến nhiều quốc gia rơi vào tình cảnh bi thảm do thiếu niềm tin vào sức mạnh tổng hợp. Vũ khí mới, dù sớm hay muộn, đều có thể tìm ra cách khắc chế, và mọi chiến thắng trên chiến trường đều phụ thuộc vào tâm trạng và kỹ thuật của người cầm súng. Do đó, cuộc chạy đua giữa các nhà sản xuất và thiết kế UAV phần nào sẽ quyết định được kết quả của cuộc xung đột. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.